Bóng bàn là môn thể thao đòi hỏi sự khéo léo của bàn tay và sự linh hoạt của đôi chân để di chuyển đánh bóng. Trong chương trình tuần này, huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên hướng dẫn kỹ thuật di chuyển bước chân kết hợp đánh bóng phải tay và trái tay. Mời quý vị cùng theo dõi. Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi là Ngô Trường Giang. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đánh bóng hai điểm trên bàn và di chuyển bước chân ngang. Đầu tiên, tư thế chúng ta là hai chân rộng bằng vai, cúi thấp người, trọng tâm dồn vào hai chân, động tác vợt để này. Khi bóng điểm đến điểm cao nhất trên bàn thì bắt đầu chúng ta thực hiện động tác thứ nhất. Điểm đến bóng di chuyển xong điểm thứ hai, chúng ta sẽ nhảy di chuyển bước chân sang bên này, quay lại thực hiện lại động tác ban đầu. Lưu ý trong cái bước di chuyển bước chân, chúng ta sẽ di chuyển bằng mũi bàn chân, hai mũi bàn chân chúng ta di chuyển lên, tuyệt đối không để hai chân chạm vào nhau này, không di chuyển theo lệch hai chân đá vào nhau này. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em vào thực hiện cái động tác di chuyển bước chân đánh bóng hai điểm trên bàn. Cầm vợt con vẫn cầm nguyệt nguyên này, đứng chờ này, hai chân rộng vai này, tư thế chuẩn bị bóng sẽ điểm sẽ rơi hai điểm này, mình sẽ đánh quả đầu tiên xong mình sẽ di chuyển sang bên này đánh, tiếp tục về đánh vợt lúc nào cũng hướng sang phía mắt trái. Một này, nhảy sang này, gập này, nhảy về này, cúi này, gập này, nhảy về này, sang này, đánh này, về này, sang này, về này. Tất cả các em phải lưu ý này, khi bóng lẩy đến điểm cao nhất trên bàn thì bắt đầu mình vào thực hiện bóng, đập bóng vào. Về đánh xong, mình nhảy về tư thế ban đầu, chuẩn bị quả thứ hai đánh tiếp tục. Chậm thôi, nhảy sang, cúi người xuống, đúng rồi. Lưu ý nhá, động tác của con này đánh là cố gắng đến đây thôi, đến phía mắt trái của mình thôi, nhớ chưa? Đừng có đánh quá lên quá tai mình, đừng có đánh quá, nó thành động tác thừa, nó thừa mất một đoạn. Đây là mình cố gắng đánh trước mặt, hướng về phía mắt trái mình. Bạn bảo là chỉ cần hơi cúi bụng xuống một tí, lưu ý hơi cúi người xuống một đằng trước, về đằng trước một chút là được bạn nhá. Chuẩn bị nhảy lên di chuyển vào bàn thôi, đúng rồi. Tốt. Giảm lực đi. Riêng Khải anh lưu ý là đánh chờ bóng nó đến nhá, bóng nó đến nó lại điểm cao nhất, con đánh nhớ chưa, bóng chưa đến, bóng nó mới điểm, chưa đến điểm cao nhất là đánh rồi, đánh hơi vội nhớ nhá, đánh chậm lại một chút là được. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn di chuyển một phải một trái. Động tác bước di chuyển bước chân vẫn là bước chân ngang hai điểm, không có gì khác nhau cả, chỉ thay khác nhau về hai động tác thôi. Phải này, nhảy sang này, trái này, phải, trái, phải, trái, phải, trái, như động tác bên hai quả phải thôi, đều đánh bóng trước mặt, bóng điện lên điểm cao nhất, và thứ hai là mình đều di chuyển bằng mũi chân thôi, không để hai gót chân chạm vào nhau, di chuyển mũi chân di chuyển lên thôi, mình di chuyển hơi bằng mũi chân, mũi bàn chân, không di chuyển bằng gót chân. Đã, di chuyển. Bây giờ tôi sẽ thực hành di chuyển một phải một trái. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho em đánh di chuyển hai điểm một phải một trái. Đây này, thầy là mẫu trước này, phải, trái này, phải này, trái này, phải, trái.
với bạn Đức này, đánh quả trái này, phải là được rồi, nhưng quả trái là cố gắng không co tay ra sau nhiều nhá, đánh bóng trước mặt này, bóng trước mặt mình đẩy lên, chứ đánh bóng về này, nhảy đánh bóng đẩy trước mặt này, đừng có để co ra sau này đánh nhiều, bóng sẽ bị ra ngoài đây, đường bóng đi nó sẽ không chuẩn. Chậm thôi, di chuyển hai điểm, nhảy sang, nhảy rộng sang, đúng rồi, cứ nhẹ nhàng sang bàn cho. Thành lưu ý quả phải nhá, quả phải cố gắng mình đừng có úp vào thì quá, bóng chui về lưới rất nhiều, hơi ngửa vào ra thì hất bóng lên, quả trái thì tương đối được, nhưng quả phải đừng có úp quá, với cả chờ điểm bóng này lấy điểm cao nhất là đánh, không để nó vừa mới vô lên xong cứ úp này bóng toàn chui về lưới rất nhiều nhá. Đánh đi, 2 điểm trên bàn, di chuyển ra trọng. Chuẩn thôi. Chậm thôi, đánh vào bạn thôi. Well.